Hay mọi người, vì cái nồi bồn không ăn được con ốc bàn ủi, hôm nay mình ăn nguyên con cá bò hòm luôn nha. Con này có trọng lượng là 1 kg nha mọi người. Hình dáng của nó tựa tựa như hình vuông vậy đó, nó giống như một con cá trong cái loại game gì á mình không có nhớ. Nhưng mà cái mặt thì hơi hài tí xíu nha. Loại này người ta đã làm sạch ruột cho mình rồi, chỉ rã đông rửa sạch và đem đi hấp thôi. Mọi người cũng có thể nướng luôn nha, nướng thì nó cũng sẽ thơm và ngon hơn. Mà mình thích ăn hấp tại vì nó sẽ ngọt hệt hơn á. Sẽ chấm kèm muối tiêu chanh nha mọi người. Mình hấp hơi lâu vì cá này nó hơi bự nên mình sợ nó không có chín. Chân của con cá này cái vỏ rất là hài. Những cái miếng vảy cá xếp vào nhau giống như mình đang xếp hình vậy đó. Và cá này lần trước mình cũng đã ăn một lần rồi, thịt nó rất là ngon giống như thịt gà vậy mọi người. Này mình ăn nguyên con bự hơn nên thịt nó rất là nhiều và đã luôn. Thịt rất là ngọt nha, nhưng do mình hấp hơi lâu nên thịt nó hơi mềm tí xíu. Nhưng mà cái mùi nó thơm, nó không có tanh, ăn thì ngọt thịt, chấm với muối tiêu chanh rất là hợp luôn á. Cảm nhận cá nhân của mình thôi nha, mình thấy cá này giá thành nó rẻ hơn cá mặt quỷ. Nhưng mà cái thịt của nó thì mình thấy ngon hơn cá mặt quỷ á mọi người. Nếu như mọi người mua con bự thì thịt nó sẽ nhiều hơn nữa nha. Nếu như ai không biết làm cá thì nên nhờ cái người bán người ta làm giùm luôn. Công về nhà mình làm, mình không biết cách làm, lúc mình luộc lên ăn thịt nó sẽ bị đắng. Này thì hai người ăn vừa đủ thôi. Lượng cá là xung quanh cá thịt rất là nhiều luôn, xương thì nó nằm phần giữa. Là phải nói cái loại cá này ăn đối với mình là good job luôn nha. Về con ốc bàn ủi hôm qua mình ăn không có được, mình muốn bỏ luôn rồi mọi người. Thì thịt nó chui ở bên trong rồi, bó tay.